Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, tư vấn dạy nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân. Hội nông dân tỉnh đã mở 6 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng, khai thác, chế biến và bảo quản quế, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm cho hội viên nông dân ở các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng và Bát Giác. Các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh cũng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghề, tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng cho gần 1.400 cán bộ, hội viên và nông dân. Công tác đào tạo nghề được đổi mới, giảm lý thuyết và tăng thực hành, có liên kết với các doanh nghiệp để các học viên tham quan thực tế. Các lớp tập huấn đào tạo nghề cũng hỗ trợ học viên thành lập các tổ nhóm nông dân nghề nghiệp để ứng dụng kiến thức học được vào sản xuất kinh doanh.